Sau khi mà bán vít ra rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái tấm bán hậu này ra cho cô chú và tất cả các anh chị xem cái phần hộp đèn bên trong nó sẽ được cấu tạo như thế nào. Thì đây là cái phần bên trong của một cái tấm tranh đèn LED. Tất cả các anh chị đã quay lại kênh cung tranh đèn LED của Sưởng Gỗ Vườn Hòn. Hôm nay Sưởng sẽ giới thiệu cho cô chú và tất cả anh chị một cái mẫu tranh khen ngược có thiết kế đèn LED đã hoàn thiện như thế này. Và hôm nay Sưởng sẽ review chi tiết cho cô chú và tất cả các anh chị xem cái mẫu tranh khen ngược đèn LED này nó bao gồm những gì, mặt trước cũng như mặt sau, phía trong cái hộp đèn này là bao gồm những chi tiết như thế nào để cấu tạo được nên một cái tấm tranh đèn hoặc khen ngược. Rồi bây giờ em sẽ review chi tiết cái mặt trước cho cô chú và tất cả các anh chị xem nó là gồm những gì. Thì cái mặt trước của tấm tranh này là cái phần này là được là lắp đặt là kính. Kính này là 2 ly. Phần khung này á thì nó sẽ có hai phần, một phần bo ở trong và một phần khung ở ngoài. Phần bo ở trong là được chất liệu là composite. Thì nó cũng không có bay màu hay mọt mói gì hết. Nó được tạo độ sâu cho tấm tranh mình thêm đẹp hơn. Cái khung phía ngoài này nó cũng là chất liệu composite luôn. Cái chất liệu này thì nó rất bền theo thời gian nên cô chú và anh chị yên tâm. Rồi vì cái loại này thì nó sẽ không có bay màu hay mọt mói gì hết. Nên là cô chú và anh chị yên tâm về cái loại này. Đấy, quay cận lại đây. Đấy, cái màu này lên rất là đẹp ha. Thì đó là cái phần mặt trước của cái tấm tranh. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái mặt sau bao gồm những chi tiết như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ ốp cái tấm tranh này lại và review cho cô chú và tất cả các chị xem cái mặt sau của tấm tranh này như thế nào. Rồi cái phần mặt sau của cái tấm tranh này là một cái hộp đèn. Cái này là được cấu tạo giữa cái nó có hai phần, giữa cái bo của tấm tranh và một cái hộp sexy, nó cao khoảng 3 phân và dày 1,5 phân. Thì giữa mấy cái góc này nè, mấy cái góc này thì Sưởng sẽ liên kết lại bằng L hết. Ví dụ như mấy cái khung lớn này 7 phân thì Sưởng sẽ liên kết bằng 2 cái, còn 5 phân thì Sưởng sẽ liên kết bằng 1 cái thôi. Thì cái này thì nó đỡ cô chú và các anh chị sử dụng thời gian lâu dài thì nó sẽ không bị giãn khung và nó tạo thành một khối đồng nhất. Khi mà treo lên thì rất là an toàn. Cái khung và cái hộp đèn này nó sẽ liên kết với nhau là bằng mấy cái batiso như thế này. Đấy, mấy cái batiso này anh cô chú và anh chị thấy ha, nhìn rất là chắc chắn. Còn cái mặt trên này là một cái tấm ván hậu. Cái ván hậu này cũng được liên kết, được bán vít lại đó hết thế này. Móc thì Sưởng sẽ mỗi tấm sẽ tùy theo cái kích thước mà Sưởng sẽ làm cho cô chú và các anh chị số lượng móc khác nhau. Ví dụ như tấm này lớn thì sẽ được làm 3 móc. Và đây là cái bộ nguồn của cái tấm tranh này. Cái bộ nguồn này là bộ nguồn 12V. 12V mà 12A luôn ha. Quay cận nhanh xem. Nè, cái nguồn này là 12V và 12,5A. Cái nguồn này là dư sức tải cho cái tấm tranh này. Tại vì cái tấm tranh này 3 người. 3 tượng ha. 3 tượng này thì cái tấm này lớn thì Sưởng sẽ sử dụng cái nguồn 12V. 12V này và nó 12,5A. Nó dư sức tải cho tấm tranh này. Tải vô tư luôn. Này, rất là mát nha. Cái lúc nào Sưởng cũng làm là làm dư cái này đây đỡ nó tải cho nó mát cái tấm tranh hết đó. Nên là cô chú và anh chị yên tâm vào cái phần nguồn sử dụng. Đấy thì cái mặt sau nó cũng không có cái gì nhiều đâu. Nó chỉ có cái hộp đèn nè, ván hậu đồ là, và nguồn như thế này thôi. Dây điện này, dây điện 220 đấu vô tiếp vào. Cái này mình hướng dẫn cho cô chú và anh chị luôn là cái ví dụ như cái phần nguồn này nè, Sưởng sẽ bảo hành cho cô chú và tất cả các anh chị. Ví dụ như này nó sẽ có 2 sợi dây đi ra. Đấy, 2 sợi dây này đi vô trong đèn nè. 2 sợi dây này là 2 sợi dây 12V.
đấy, vừa cộng vừa trừ nè, nó sẽ do bốn sợi dây thôi, nên là thời gian sử dụng lâu dài thì nguồn nó sẽ bị trục trặc gì đó thì sửa sẽ bảo hành, và cô chú và anh chị cứ việc và đấu lại thôi. Cái này thì đấu cũng dở lắm, chỉ cần mở tua vít và dặn vào là xong. Cái này là 220 vô nè, cái này đi vô 12V nè, đi thẳng vô đèn. Rồi bây giờ Sưởng sẽ mở cái ván hậu này ra đỡ cô chú và tất cả các anh chị xem cái phía trong này hộp đèn này được cấu tạo như thế nào. Đây là cái phần bên trong của một cái tấm tranh đèn led. Nó sẽ được cấu tạo là cái hộp đèn này là nó có chiều cao là 3 phân và độ dày 1,5 phân. Đấy. Cái mặt tiếp xúc với mặt tranh này được nó sẽ tạo một cái khối đồng nhất. Đó. Cô chú và anh chị thấy á, ba cái phần đèn nó sẽ tạo thành một cái khối đồng nhất để khi mà dán cố định vào á thì sau một thời gian sử dụng á, cô chú và tất cả các anh chị cứ yên tâm là nó sẽ không bị khô keo và rơi xuống những cái chi tiết đèn. Cái này là Sưởng đã thiết kế và tính toán là nó tạo thành một cái khối đồng nhất rồi, khi nên là khi dán và cố định vào á thì nó sẽ rất là chắc chắn theo thời gian, nên là nó sẽ không bao giờ rơi được cái những chi tiết đèn xuống khi mà bị khô keo hay là gì hết. Rồi những khu vực mạch nè, đây là những khu vực mạch của tấm tranh đèn. Thì những khu vực mạch này á thì Sưởng sẽ dán thêm một cái lớp bảo vệ ở trên để khi á mà úp cái ván hậu xuống á, cái ván hậu lên như thế này nè, thì mạch này nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà vận chuyển hay là khi cô chú treo sát cái tường nó đè cái mạch này vô á thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Đấy, toàn bộ điện này sẽ được vào là 12V hết. Rất là nhẹ điện và độ bền. Còn mạch này thì được thiết kế là lúc nào cũng sẽ công suất rất là lớn, được đủ và dư sức tải một số lượng bóng như thế này. Cô chú lưu ý cái vấn đề này, cái này là mạch này là toàn bộ là được thiết kế dư sức tải đối với một số lượng bóng lớn như thế này, dư sức tải đủ tải. Đấy, toàn bộ điện là sử dụng điện 12V hết, đi vào là điện 12V hết. Đây là nguồn. Đấy, cô chú thấy anh chị ha, đây là điện 220 nè. 220 đi vào nè. Đi qua này là tất cả mạch điện này là được sử dụng thiết kế 12V hết. Đấy, những chi tiết đèn là được tạo thành một khối đồng nhất. Đấy, dây điện là thợ sẽ toàn bộ dây điện là chi tiết nào thì dài thì thợ sẽ dùng dây rút và rút lại gọn gàng. Đấy, cái mặt sau tranh này sẽ như thế này. Rồi quay lại với cái nguồn này, thì cái nguồn này á cô chú và các anh chị lưu ý là đối với những cái tấm tranh mà Sưởng gia công cho khách hàng á thì Sưởng sẽ sử dụng từ 5A trở lên. 5A trở lên không bao giờ sử dụng nguồn thấp hơn. Tại vì lúc nào Sưởng cũng làm dư tải đối với một cái tấm tranh hết. Ví dụ như ba cái tấm này thì Sưởng sẽ sử dụng 12,5A. Thì đối với 12,5A thì chắc bây giờ em R như thế này thì rất là mát đối với một số lượng bóng như thế này. Ba người này là số lượng bóng rất là nhiều. Nó được vào 1 mạch, 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch, 5 mạch, 6 mạch, 7 mạch. 7 cái mạch này và một số lượng bóng như thế này, nhưng mà đi qua cái nguồn này á, 12A, 12,5A này á thì rất là mát.
nên là đủ tải và dư sức tải đúng một cái tấm tranh như thế này, dư tải luôn. Nên là cô chú và anh chị yên tâm vào cái phần nguồn rất là đảm bảo. Thì đấy là cái chi tiết của một cái tấm tranh đèn. Sưởng sẽ chia sẻ thêm cho đỡ các khách hàng và cô chú và tất cả các anh chị xem nữa hiểu thêm về cái một cái tấm tranh đèn lên như thế này sẽ được cấu tạo như thế nào. Đó, quý cô chú và nhà anh chị bỏ ra một số tiền có xứng đáng hay không đối với một cái tấm tranh đèn như thế này. Cái tấm tranh đèn như thế này thì cái này là 1m24 x 74, Sưởng gia công cho một khách là với giá là 3.6 triệu và khung tranh với đèn luôn á, khung tranh với đèn luôn là 3.600.000. Thì đấy là cấu tạo chi tiết một cái tấm tranh đèn LED Phật Handwork. Thì Sưởng hôm nay đã review chi tiết cho cô chú và tất cả anh chị xem đã biết được là cái số tiền mình bỏ ra mua một cái tấm tranh Phật đèn LED Handwork này nó có xứng đáng hay không. Thì cô chú và tất cả các anh chị xem video á, nhớ đăng ký kênh và đó là một lượng để Sưởng có nhiều động lực hơn khi làm video và cũng bán được thêm được nhiều hàng hơn. Rồi xin chào tất cả cô chú và các anh chị.